Rồi, xin chào cả nhà của mình. Thì ngày hôm nay Dương có tới khám cho một chị cũng mới là sửa lại cái mũi của mình. Lần này là lần thứ mấy chị? Lần thứ 4. Lần thứ tư luôn rồi hả? Rồi, tính ra thì cái gọi là cái hành trình mà nâng mũi của chị nó cũng gian nan ha. Thì chắc chắn với chị là lần này mà đến với lại bệnh viện thẩm mỹ Gia Hu thì cái chiếc mũi này nó sẽ đi theo chị trọn đời. Tại vì như em nhìn bây giờ là làm được khoảng bao lâu rồi chị? 3 tháng. 3 tháng. Đó, thì cả nhà có thể thấy được là sau 3 tháng thì cái mũi của chị nó rất là ổn định và nó vô form, rất là nhẹ nhàng tự nhiên nha. Nó rất là hài hòa với lại khuôn mặt của chị. Nhưng mà cái khi mà nhìn lại cái chiếc mũi mà lúc chị mới đến bệnh viện là cả nhà giật mình luôn. Đây là cái lần trước đó của chị nâng nè. Đó, thì đầu tiên là cả nhà có thể thấy được là cái tình trạng sống á, thứ nhất là nó bị lộ, nó bị to nha. Còn ở hình này, hình ảnh này cả nhà thấy không? Nó bị nghiêng và nó làm cho gương mặt của chị già rất là nhiều. Còn ở dưới đầu mũi này nè, cả nhà thấy đi. Cái phần này á, nó đang bị bao sơ và nó căng bóng rồi. Thì những cái trường hợp như thế này nếu mà như mà chúng ta để lâu, chúng ta không xử lý thì nó rất là dễ gây ra tình trạng là sống nó tuột xuống và nó đâm thủng cái phần đầu mũi này. Và đã có rất nhiều ca đến với lại bệnh viện thẩm mỹ Gia Hu với tình trạng là cái đầu mũi này nó bị lủng rồi, và một khi mà nó lủng rồi là rất là mệt mỏi luôn nha cả nhà. Để kỹ thêm thì cái phần chuột mũi của chị cũng mà bị lệch sang một bên. Đây nè. Đó, thì cái này á là cái thứ nhất là do cái kỹ thuật đặt, và cái thứ hai là do cái chất liệu đặt cho chị. Ở trước đây nó không có tốt như bây giờ. Đó, còn bây giờ chị nhìn em này, chị nhìn em này. Đó, cả nhà thấy không? Cái mũi bây giờ nó rất là thanh mảnh, nó rất là thanh thoát và nó vừa vặn với lại khuôn mặt của chị. Chị có mong muốn là dài hơn đúng không? Nhưng mà như em có giải thích với chị á, là ở viện thẩm mỹ Gia Hu các bác sĩ sẽ lựa chọn cho chị một cái phương án mà nó an toàn và nó đảm bảo cho chị được một cái thời gian sử dụng nó lâu dài và nó không có biến chứng là được rồi, đúng không? Đó, mình lựa chọn an toàn ha, chứ mình đã làm đi làm lại 4 lần rồi, không thể nào mà mình mạo hiểm nữa. Đó. Chị ơi, chị có thể review sơ về quá trình mà chị làm đẹp ở bệnh viện không? Rồi mọi người ở đây chăm sóc chị thế nào? Chị thấy bác sĩ y tá đây rất là nhiệt tình, Đó, chứ mấy vui lần vẻ. chứ mấy lần trước chị đi nâng mũi là sao mà giờ chị không tìm hiểu đến bệnh viện thẩm mỹ Gia Hu sớm hơn thì chị phải đỡ đi mấy lần không? Tại chị bạn chị giới thiệu á. Là cũng nghe bạn bè giới thiệu đúng không? Tại vì em ở đây em cũng có gặp rất là nhiều khách hàng luôn, cũng là bạn bè giới thiệu đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thực sự là có một cái lời khuyên dành cho tất cả mọi người là khi mà chúng ta làm đẹp á, nó là một cái nhu cầu thiết yếu của chúng ta thôi, cho nên là chúng ta phải tìm hiểu kỹ một xíu. Giống như là chị những lần làm đẹp trước đây mà chị làm ở thẩm mỹ viện đi, thì chị có cảm nhận được nó an toàn như khi chị làm đẹp ở đây không? Chị thấy về ở đây về phòng ốc, về trang thiết bị, về bác sĩ, mọi thứ đều là vô khuẩn các thứ. Mấy lần trước chị có vậy không? Hay là chỉ đưa chị vô một cái phòng nào đó rồi làm thôi? Đúng rồi, nhưng phòng nó không có được như ở đây thôi, ở Đó. đây qua từng khâu Dạ, nó đúng kỹ rồi. hơn. Đó thì đó là cái lợi khi mà chúng ta làm ở bệnh viện ha, nó sẽ có nhiều cái quy trình mà nó đảm bảo cái sự an toàn cho chúng ta hơn ha. Rồi, ok, rất là cảm ơn chị. Rồi, cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã xem.